Chào tất cả mọi người, hôm nay em sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm khi mà mình làm YouTube á, là mình phải phải theo sát cái kênh của mình coi coi nó đang ở đâu ha. Mình sẽ phải vào cái phần mà có cái hình của mình đây nè. Và mình sẽ vào cái phần YouTube Studio. Thì ở đây là cái trang giống như là cái trang thống kê lại mọi thứ mà mình đã làm trên YouTube. Thì khi mình vào cái trang này mình muốn coi được cái ngưỡng mình kiếm tiền như thế nào đó. Đây là cái phần tổng quan của trang ha. Mọi người có thể nghiên cứu từ từ nha. Em chỉ hướng dẫn mọi người ngay chỗ cái mục kiếm tiền này để mọi người coi coi mình đang ở đâu thôi. Mình lít vào cái phần cái mục kiếm tiền này nè. Đây. Khi mình lít vào cái mục kiếm tiền này nó sẽ hiện các điều kiện. À đây. Khi mà mình muốn bật được super chat á, super chat là nghĩa là người ta tặng hình cho mình có tiền á, là điều kiện là 500 người đăng ký. Trong 90 ngày là 3 video tải lên. Và giờ xem là 3.000 giờ xem. Và nếu mà tính lượt xem ở trên shot ngắn thôi nha, giờ thì có thể mấy bạn live stream hoặc mấy bạn đăng video dài. Còn đặc biệt shot ngắn là họ sẽ không lấy video dài, họ chỉ lấy cái dạng shot thôi, cái dạng thời gian ngắn dưới mấy giây, dưới 60 giây đó họ tính. Rồi, và khi mình đạt được cái này thì mình sẽ bấm đăng ký. Rồi tiếp theo, nếu mà mình muốn có được quảng cáo trên kênh của mình là mình phải đảm bảo các điều kiện này của YouTube nè. Thứ nhất là mình phải 1.000 người đăng ký. Thứ hai là 4.000 giờ trong vòng 365 ngày. Hoặc là 10 triệu lượt xem trong vòng 90 ngày. Nếu mấy bạn chấp nhận 10 triệu lượt xem thì mấy bạn phải cài cái dạng short. Còn nếu mấy bạn làm với cái giờ này thì mấy bạn làm cái 4.000 giờ này thì mấy bạn có thể làm video dài, hoặc là mấy bạn làm cái dạng live stream cho mình thì nó sẽ nhanh lên nhất ha. Đây là cái kinh nghiệm nho nhỏ mình chia sẻ cho mọi người để mọi người biết là kênh mình đang ở đâu nha. Rồi, thì mình có thể vô đây mình coi lại tất cả các mục của mình. Hay ví dụ như mình muốn coi lại nội dung mình đăng thì mình vô cái phần nội dung nè. Rồi mình kéo cái thanh công cụ dưới này qua thì mình sẽ thấy là cái lượt xem cụ thể ở trên đây là bao nhiêu ha. Rồi mình có thể chỉnh sửa luôn, mình có thể vô cái viết này để mình chỉnh sửa những cái tựa đề của cái nội dung của mình luôn. Rồi mình vô số liệu phân tích để mình coi lại, xem coi kênh của mình là nó được bao nhiêu. Rồi hoặc là mình muốn xem trực tiếp thì ở đây, chỗ này là nó thống kê là hiện tại là bao nhiêu người đang xem cái clip nào là bao nhiêu, là có đầy đủ với mọi người. Thì ai làm YouTube mà muốn kiếm tiền thì làm ơn coi cái phần kiếm tiền này và lên kế hoạch cho mình trong vòng 90 ngày hoặc là trong vòng 1 năm mình phải làm cái gì để mình đạt được. Em thì em có hai kênh. Cái kênh kia của em là hiện tại là đã bật được chế độ kiếm tiền rồi. À, và đã nhận được nút bạc của YouTube. Hiện tại nút bạc đang về ha, ngày 4 tây tháng 7 sẽ về. Là cái kênh này là kênh gia đình của em nè. Hiện tại kênh này là 113.000 người đăng ký. Kênh này cũng được coi là kênh đã đi cả năm mấy rồi đó mới được như thế này. Và em cũng đã vất vả lắm em mới hiểu được hết mấy cái thông số trong đây, nên cái em chia sẻ là em hy vọng giúp được mọi người cái gì thì giúp ha. Hy vọng là mọi người sẽ làm YouTube thành công nha. Tạm biệt.